Chào quý vị các bạn đã đến với kênh video để máy mixer. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2019 và chúng tôi vừa về thêm được một chiếc động cơ Vanguard 14HP. Các bạn thấy trước mắt các bạn đây là hai chiếc động cơ Vanguard 14HP VTWin. Tức là động cơ này là động cơ 2 xi lanh các bạn ạ. Hôm lâu rồi chúng tôi cũng về được mấy chiếc động cơ Vanguard 23HP thì chúng tôi cũng đã bán hết. Và đây là hai chiếc Vanguard 14HP. Hai chiếc này thì có một chiếc là mới về, còn một chiếc là hôm nọ. Các bạn có thể theo dõi cái kênh video tháng 12 của Điện Máy Minh Sơn thì các bạn có thể nhìn thấy được chiếc Vanguard bên tay trái đây, 14HP là chiếc về hôm trước, và chiếc bên tay phải đây là chiếc mới về hôm nay. Nói chung là hai chiếc này thì về hình thức của nó thì về phần sơn, phần nắp áo của nó còn zin hết. Còn về cái phần lốc máy rồi là độ động cơ, độ chất của động cơ thì chúng tôi cũng đã cam kết với các bạn là nguyên zin 100%. Hai chiếc này thì nó 14HP và nó khởi động vừa giật nổ và vừa đề nổ rất là thuận tiện cho các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng mà khi mà nó bị hỏng đề hoặc hết ắc quy thì các bạn có thể sử dụng tay để giật nổ, cực kỳ thuận tiện. Hai chiếc này thì đều là động cơ VTWin, các bạn có thể thấy được ký hiệu động cơ VTWin Vanguard ở trên nắp phần lọc gió ở bên trên của động cơ. Ký hiệu 2IR các bạn có thể thấy được đây là nó muốn thể hiện với các bạn đây là chiếc động cơ 2 máy. Với một chiếc VTWin 2 máy 14HP thì tôi khẳng định với các bạn bao giờ cũng khỏe hơn một chiếc 14HP 1 máy. Do đó những cái động cơ này tương đối là khan hàng. Hai chiếc này thì chúng tôi đều tháo từ củ máy, từ nguyên bản của nó là máy phát điện, và chúng tôi tháo từ củ máy phát điện ra thì được hai chiếc động cơ này. Các bạn thấy của nó hình thức còn rất là ok, vẫn còn nguyên zin hết. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết từng chiếc một. Cái chiếc bên trái này thì hôm trước chúng tôi đã quay cho bạn xem rồi, tương đối kỹ. Và hôm nay đến chiếc bên phải thì chúng tôi sẽ quay kỹ hơn cho các bạn xem để các bạn thấy được hình thức của chiếc này như thế nào. Ok, về thông số kỹ thuật thì các bạn có thể thấy được về mặt trước đây các bạn có thể thấy được dòng chữ Vanguard 14HP VTWin ở trên phần lọc gió. Ở dưới thì nó có cái phần hướng dẫn các bạn có thời gian kiểm tra nhớt, thời gian thay nhớt, thời gian thay lọc nhớt và làm sạch các cái lọc gió. Ở dưới lọc gió đây là bộ phận chế hòa khí, các bạn có thể thấy được ở bên trong này. Ok, đây là phần chụp giật VTWin OHV. Vanguard nó là một cái thương hiệu, một cái nhánh nhỏ của BridgeStation. BridgeStation nó là một cái thương hiệu lớn của Mỹ và Vanguard chỉ là một trong những cái nhánh nhỏ của nó thôi. Ok, các bạn có thể thấy được máy rất là ngon. Đây là phần các bạn có thể thấy phần bơm xăng. Bơm xăng của nó là bơm xăng Mikuni. Nếu tôi không nhầm thì chiếc Vanguard này sản xuất tại Nhật. Trên nắp Super của dòng chữ OHV. Đây các bạn có thể thấy được. Dưới này là phần Moren và phần cốt của nó. Mỗi cái động cơ xịn này nó sẽ có một cái cốt. Ok, đây các bạn có thể thấy phần bô. Bô của chiếc này thì nó có giảm thanh, không như chiếc này chỉ có hai tiêu ra, hai củ bô riêng biệt. Đấy. Còn chiếc này thì nó có hai tiêu ra, hai củ xả ra, nhưng mà nó ăn vào một cái bô để nó giảm thanh. Bầu bô luôn. Ok. Đây là phần mặt lốc, mặt tương đối là cũng ổn. Tại chiếc này nó mới về nên chúng tôi quay luôn trong thời điểm này thì điều kiện thời tiết nó không được tốt lắm. Nó hơi tối và chúng tôi quay về ánh sáng của đèn nên là nhìn nó không được sáng như nếu mà chúng ta để ban ngày. Rồi ok. Rồi. Hai chiếc này thì chiếc bên phải sẽ có giá 11 triệu và chiếc bên trái sẽ có giá là 9.990.000. Chiếc bên trái này là 9.990.000 và chiếc bên phải này là 11 triệu. Nếu các bạn muốn mua hàng vui lòng like, subscribe kênh Điện Máy Bình Sơn và đăng ký liên hệ chúng tôi theo số điện thoại 0961349345 hoặc 0974457099. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, các bạn vui lòng like, subscribe kênh Điện Máy Bình Sơn nhé.